Xin chào tân sinh viên khóa 50K. Đầu tiên xin chúc mừng các bạn đã chính thức trúng tuyển và trở thành tân sinh viên của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng khóa tuyển sinh 2024. Sau đây là 9 bước để hoàn tất thủ tục nhập học vào trường. Hãy lưu ý nhé các tân sinh viên. Bước 1. Sau khi biết kết quả trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế, tân sinh viên phải xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến ngày 27 tháng 8 năm 2024. Bước 2. Sau khi hoàn tất việc xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ, tân sinh viên vào địa chỉ nhaphoc.due.udn.vn để đọc hướng dẫn quy trình nộp hồ sơ dành cho tân sinh viên hệ chính quy. Bước 3. Từ 7 giờ ngày 21 tháng 8 đến 24 giờ ngày 22 tháng 8 năm 2024, tân sinh viên vào địa chỉ nhaphoc.due.udn.vn để thực hiện đầy đủ các nội dung sau: kê khai hồ sơ trực tuyến, đăng ký xét miễn học và công nhận tín chỉ tiếng Anh. Bước 4. Thanh toán học phí và các khoản thu khác. Bước 5. Chuẩn bị hồ sơ, bản giấy để nộp cho Trường Đại học Kinh tế. Bước 6. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học Kinh tế. Tân sinh viên đến nộp hồ sơ trực tiếp tại trường và nhận lại phiếu thu hồ sơ. Thí sinh nhập học theo đúng thời gian sắp xếp từ nhà trường. Bước 7. Dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa. Bước 8. Tân sinh viên tham gia khám sức khỏe đầu khóa. Bước 9. Tham gia học tập tại Trường Đại học Kinh tế. Chúc các tân sinh viên sẽ có trải nghiệm đáng nhớ trên hành trình chinh phục tri thức tại DUE.